Đóng cửa ngày hôm qua thì sắc xanh đỏ đan xen trên bảng giá hàng hóa nguyên liệu thế giới. Tuy nhiên lực bán có phần chiếm ưu thế đã kéo chỉ số MSCI Index suy yếu nhẹ 0,04% xuống 2.313 điểm. Đáng chú ý là dòng tiền đầu tư đến thị trường phục hồi mạnh mẽ và giá trị giao dịch thì tăng vọt 40%, đạt gần 4.600 tỷ đồng. Và thị trường hiện hướng sự quan tâm đến giá cà phê trong bối cảnh mặt hàng này vừa ghi nhận được tăng nóng trong suốt hơn một tuần trở lại đây. Đóng cửa ngày hôm qua, thì cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12 trên sở New York đã có chuỗi tăng 5 ngày liên tiếp lên 3.548 đô la Mỹ cho một tấn. Diễn biến trái chiều thì giá Robusta kỳ hạn tháng 11 niêm yết trên sở London thì quay đầu giảm mạnh 1% xuống 2.540 đô la Mỹ cho một tấn, kết thúc chuỗi tăng 4 ngày trước đó. Tuy vậy thì so với đầu tuần trước thì giá cà phê Robusta vẫn tăng gần 3%. Còn tại Việt Nam, tính từ cuối tuần qua cho đến nay thì giá cà phê nhân sô tại Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ đã ghi nhận đợt tăng 5 ngày liên tiếp với lũy kế tăng lên đến 2.500 đồng một kg, đồng thời lập mức đỉnh tại nhiều địa phương. Đến sáng nay thì giá cà phê trong nước đã điều chỉnh giảm nhẹ 300 đồng một kg, hiện được thu mua quanh mức là 67.300 đến 68.100 đồng một kg. Và như vậy là giá cà phê nhân sô trong nước thì đang tăng 76% so với hồi đầu năm. Theo Hiệp hội Cà phê Cà cao Việt Nam, giá cà phê đang ở mức cao nhất trong vòng 30 năm qua. Tuy giá cao, nhưng mà lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam lại đang giảm so với cùng kỳ năm ngoái và dự báo sẽ tiếp tục giảm. Trước diễn biến trên thì ngay trong sáng nay chúng tôi cũng đã liên hệ với Hiệp hội Cà phê Cà cao Việt Nam, Sở dịch hàng hóa Việt Nam để có thêm những phân tích sâu hơn về diễn biến trên. Theo tổng hợp từ Hiệp hội Cà phê Cà cao Việt Nam, Tính đến hết tháng 8 năm nay, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 80.000 tấn cà phê. So với cùng kỳ năm ngoái thì sản lượng này giảm khoảng 43% về số lượng xuất khẩu. Nguồn cung khan hiếm là một trong nhiều nguyên nhân khiến giá cà phê lên cao đến mức gần 70.000 một kg trong thời gian qua. Khi vụ cà phê là à 2022-2023 là đang cái thời gì cuối vụ. Cho vậy À, cái tháng 8, tháng 9 thì chắc chắn là cái lượng cà phê xuất khẩu không nhiều tại vì là nguồn hàng là ở trong dân hiện nay rất ít. Tuy giá tăng cao nhưng do nguồn cung của chúng ta đang giảm nên doanh nghiệp và người dân cũng không được hưởng lợi nhiều. Tuy nhiên doanh nghiệp cũng cần lưu ý về giá trong giai đoạn cuối năm. Cà phê Việt Nam hiện ở vùng giá cao nhất trong vòng 30 năm Nhưng chỉ có một số ít bộ phận những người nông dân và doanh nghiệp được hưởng lợi Chỉ một tháng nữa thôi là chúng ta sẽ bước vào một giai đoạn gọi thu hoạch Lượng lớn nguồn cung Robusta sẽ được bổ sung ra thị trường Nên nhiều khả năng là sẽ kéo giá cà phê trong nước hạ nhiệt Từ tháng 11 năm nay là thời điểm thu hoạch rộ cà phê niên vụ 2023-2024 Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nếu vẫn duy trì sản lượng cà phê xuất khẩu năm ngoái và giá xuất khẩu bằng với những tháng đầu năm, dự báo kim ngạch xuất khẩu cà phê Việt Nam sẽ đạt 4,2 tỷ đô la Mỹ, cao nhất từ trước đến nay.